Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn các shortcut quen thuộc làm việc trên Eclipse của chúng ta. Mình sẽ giới thiệu sơ qua một số cái shortcut là cách tạo ra một hàm main nhanh hay là tạo ra một private void, rồi cách di chuyển qua lại giữa các từ hay là giữa các hàm, vân vân. Và bây giờ mình sẽ đi cụ thể từng cái. Đối với hàm main này thì các bạn chỉ cần gõ chữ main và control space, nó sẽ ra được cái hàm main như bạn mong muốn. Rồi, hàm main thì chúng ta ít dùng thôi. Bây giờ đối với hàm tiếp theo là private method này chúng ta dùng nhiều nè. Chúng ta chỉ cần viết một cái method name. Ví dụ ở đây mình dùng get one chẳng hạn và control space enter, mình sẽ có ngay một cái method cần tạo dựng. Và tiếp theo nữa là zoom. Trong zoom này thì mình sẽ chia làm hai loại, là zoom qua lại giữa các từ và zoom thứ hai là zoom qua lại giữa các function với nhau. Thì đầu tiên thì mình sẽ tạo một cái method này. Rồi nhá. Rồi, đầu tiên là zoom qua lại giữa các từ với nhau. Thì bạn nhìn thấy con trỏ chuột của mình đang ở private này. Mình giữ control right. Rồi, con trỏ chuột của mình sẽ di chuyển qua từ tiếp theo. Hay là control left quay lại này. Control. Đó, còn control V này mình sẽ dùng như thế nào? Rồi, bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn. Ví dụ như là ở đây mình đang viết chữ to do. Sau đó là con trỏ chuột của mình chỉ lên cái hàm này, nhưng mà mình muốn tìm lại cái vị trí sữa cuối cùng của mình trước đó là như thế nào thì bấm Ctrl V, nó sẽ quay lại cái vị trí mà mình sữa cuối cùng. Tiếp tục, tiếp theo là mình sẽ zoom giữa các function với nhau. Thì ở đây mình đã tạo ra ba function là main, get one và function zoom. Thì bây giờ mình đang ở con trỏ chuột của mình đang ở function zoom. Thì bắt đầu mình giữ control shift và up, nó sẽ di chuyển lên get one, control shift up nữa nó sẽ di chuyển lên hàm main, và tương tự control shift down nó sẽ xuống get one và xuống lại zoom, vân vân. Rồi tiếp theo nữa là sử dụng hàm copy thì quen thuộc nhất đối với các bạn là Ctrl C, là đúng không ạ? Ví dụ như Ctrl C là copy nè, dán phát nè, Ctrl C, mình đổi function, mình đổi tên là copy nha. Rồi tiếp tục, mình sẽ giữ Ctrl on và up hoặc là down, có mũi tên up hoặc down nó sẽ di chuyển, đó nó sẽ ra cho bạn rất là nhiều function, okay, rất nhiều dòng mong muốn. Rồi, khỏi phải thao tác Ctrl C rồi Ctrl V. Rồi, tiếp theo mình sẽ trình bày về các cái shortcut về delete. Đầu tiên là Best Buy, rất là quen thuộc của chúng ta rồi. Nhưng mà Ctrl Best Buy này nó sẽ có một tác dụng là xóa nguyên một từ trước đó. Ví dụ như này, rồi bây giờ chúng ta muốn xóa chữ one đi thì chúng ta giữ control best buy xong, muốn xóa một chữ delete này control best buy xong. Và tương tự delete thì chúng ta sẽ giữ cùng bỏ con trỏ ở phía trước của từ và chúng ta nó sẽ remove từ trái sang phải. Chúng ta di chuyển đến đầu và chúng ta thực hiện control delete, vâng, như mong muốn của chúng ta. Undo và redo. Undo và redo. Ví dụ như chúng ta chúng ta đang xóa
đi các cái từ trước đó mà chúng ta muốn lái lại thì chúng ta bấm Ctrl Z, ngừa lại. Và chúng ta sẽ bấm Ctrl Y để mà lái lại cái mới nhất này. Đó, cái mới nhất hiện tại của ta đang ở từ đồ auto như thế nào. Đó. Và cuối cùng là hàm Shift. Rồi, hàm Shift này thì chúng ta sẽ có Shift theo function Ctrl O. Rồi, mình sẽ thấy được cái hàm mà chúng ta đã viết trong cái file tutorial.java này là delete undo shift the copy. Chúng ta sẽ click vào copy chẳng hạn, nó sẽ zoom tới cái hàm copy cho chúng ta. Đó là việc của Ctrl O. Còn Ctrl L là chúng ta sẽ search theo line. Ví dụ như chúng ta search, chúng ta biết được cái line là 61 rồi mà chúng ta đang ở số 1 chẳng hạn, thì chúng ta bấm Ctrl L và gõ dòng vào số 61, nó sẽ thực hiện nhảy tới cái hàm này. Và tiếp tục là Ctrl F thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện số thôi, delete, chúng ta sẽ search tất cả các cái từ có chứa chữ delete trong này. Còn nâng cao hơn thì mình sẽ trình bày ở tutorial tiếp theo. Ở đây là bài này mình sẽ trình bày basic thôi. Mình chợt nhớ ra được thêm nữa là một cái này là thuộc về cái xuất từ. Mình Ctrl cộng K và Ctrl cộng Shift cộng K. Ok, mình sẽ bây giờ mình sẽ thực hiện cho các bạn. Ví dụ như chữ delete, thay vì mình bấm Ctrl F xong ra chữ delete và mình enter, thì bây giờ đơn giản hơn là mình chỉ kích đôi vào chữ delete này và sau đó bấm Ctrl K, nó sẽ tự động search tất cả các delete trong tutorial này mà không phải hiện thị trên cái pop-up search này nữa. Ctrl K thì chúng ta sẽ đi từ trên xuống dưới, rồi Ctrl Shift K chúng ta sẽ đi từ dưới lên trên. Thì hiện tại mình chỉ nhớ được một số cái phím này thôi. Còn phím Ctrl cộng Home hay Ctrl cộng End hay là phím Bay Up Bay Down thì các bạn tự thử đi ha. Ctrl Home thì lên đầu trang, Ctrl End thì xuống cuối trang này thôi. Hay là Bay Up Bay Down chẳng hạn. Rồi xong. Số code tiếp theo là rename về biến hay là rename về function. Thì mình có một cái biến là number này. Bạn sẽ thấy được nó nằm ở, được sử dụng ở trong get one hay là zoom. Bây giờ mình muốn đổi thành một cái biến khác, ví dụ như là number 2. Thì tất cả các cái biến đều được thay đổi sang number 2. Thì phím tắt của nó sẽ là on cộng shift cộng r. Bạn sẽ đổi tương tự như function cũng vậy, bạn chỉ cần bấm on shift r và thay thế thành cái tên mong muốn. Rồi tiếp theo mình sẽ giới thiệu về các bạn là on up và on down. Đây thực hiện khi chúng ta muốn move, ví dụ như chúng ta có một dòng 1 này, dòng 2 này, dòng 3 này. Các bạn sử dụng on up ở con trỏ chuột thứ hai này, on up nó sẽ lên trên này và on down nó xuống dưới này. Di chuyển với nhau rất là dễ dàng luôn. Bạn di chuyển đi đâu cũng được cả.
di chuyển xuống đây cũng được. Thì bạn copy một dòng như thế này thì bạn di chuyển cũng được, rất là dễ dàng luôn. Đó. Rất là tiện lợi đúng không ạ? Rồi. Cái tiếp theo chúng ta sẽ có một new string chẳng hạn như thế này. À. Bây giờ chúng ta muốn tạo ra cái biến của nó thì chúng ta giữ onSampler và chúng ta điền một cái tên mong muốn, ví dụ như ABC chẳng hạn. À, sẽ tự tạo cho các bạn là ABC. À, bài này thì mình sẽ giới thiệu cơ bản các cái phím tắt để giúp cho các bạn lập trình nhanh hơn. Và bài tiếp theo mình sẽ nói về tổng quát hơn các cái shortcut làm việc trên cả iClip, làm sao để mà di chuyển tab qua lại hay là bất cứ cái thủ thuật nào trên iClip mà mình biết, mình sẽ giới thiệu cho các bạn. À, cho các bạn vui vẻ nha.